Xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh của Giang Nói TV. Thì năm mới tiết đến thì lời đầu tiên cho em xin chúc tất cả các bác sang một năm mới thì an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thì lúc nào cũng sức khỏe nhiều, dồi dào các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video cuối cùng của trong năm nay này. Đó, em đã quay sơ qua một ít hàng bên em. Đó, góc kia có một ít máy bay flycam kìa. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhé. Đó, cả thêm mấy cái con robot điều khiển nữa. Nói chung em cũng test thử chơi rất là phê. Đó, thêm một ít mấy cái motor chạy điện 12-24. Đó, cái này thì các bác mua về chế xe là cực kỳ ngon nhé. Thì có hai cái. Bên này có ít bóng đèn em thanh lý luôn cho các bác này. Đó, thì bây giờ em sẽ quay video từng thứ một này. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu cho các bác đến một ít cái đồ chơi mini của em đây, dòng Parrot các nhé, mini drone này. Đó, loại dòng này thì nó rất nhiều loại, đó như con này này. Nhưng tiếc của nó là lại không có pin các bạn ạ, đó nó không có pin. Thi thoảng có một vài con còn pin, hay kể cả cái dòng ô tô đi, nó chạy hai bánh các bạn nhé, có cả cam luôn này. Đó, đây, ví dụ như con này em tháo ra này, có cả cam này, có rất nhiều chức năng nhé, bật nhảy này. Có xoay tại chỗ, quay tròn tại chỗ này, bật nhẹ lên cao này, nó có cả cam này, quay góc 90 độ này, quay vòng tròn này, bật nhẹ nó sẽ thu này vào này các này, thu này vào này đó, à, thu vào này, nó bật lên ra này, nó nhẹ cái này nó nhẹ lên cao, nhẹ qua các bậc hè được. Em bữa rồi em test nhưng mà cái điện thoại em nó bị lỗi, cho nên là nó không lưu lại được cái video đó. Bây giờ trong thời gian gấp quá thì em lại không chưa quay, chưa test lại được con này. Đó, thì pin ở đây các bác này. Pin nó thì các bác nó chạy pin 3,7V các bác nhá. Đây, pin của nó bị phồng hết rồi. Kiểu hàng tồn kho lâu ngày quá nó bị phồng ấy. Pin Parrot này, đó. Pin này thì các bác lại nên Shopee đặt ok này, hoặc đặt cái viên pin nó tương tự như thế này là về các bác tự chế độ được. Đấy, ví dụ các bác dùng một cái mạch pin 1S, mạch 1S ấy, câu vào là gần âm dương là chạy ngon lành hành đào ngay các bác nhá. Đó. Cần chạy dí và phát như này là nó chạy được các bạn ạ. Đơn giản lắm, con này nó em thấy nó rất là đơn giản. Đây, còn cả thêm những cái con máy bay nhá, máy bay hoặc đây. Đây, máy bay đây, em còn mấy mẫu máy bay này nữa. Đó, đây, máy bay này. Tất cả bảng điều khiển thiết đàng hoàng hết này. Đây, cáp sạc này. Sách hướng dẫn này, đó. Thêm có những cái linh tinh gì nó nhiều phết đấy. Em vừa mới lấy về thêm một ít lô này. Này vừa test linh tinh thế hay phết. Bay con này nha các bác nhé, con này có nhiều chế độ các bác ạ, nhiều rất nhiều chế độ. Các bác có thể bật chế độ cân bằng lên, mà tung lên phát là nó tự động nó bay lên, là nó kiểu các bác cầm tay ấy, tung lên cái là nó tự động nó cân bằng ngay, đó rất là hay. Các bác có thể check cái đơn à, cái hãng này, Parrot này, mini drone này. Nên thị trường cái này đắt, bán đắt phết các bác, thấy toàn tiền triệu hay sao ấy. Đó, hay nữa là các bác nhé, các bác có thể dùng bằng gân tay điều khiển như này cũng được. Đó, tay điều khiển như này, đây gọi tay điều khiển rời các bác nhé. Hoặc các bác có thể dùng luôn chạy bằng Bluetooth được bác này. Đó, bây giờ điều khiển bằng Bluetooth này, điều khiển trên điện thoại này. Thì tí nữa em sẽ chụp cái ảnh em sẽ gửi luôn cho bác xem cái tên của cái phần mềm nhé, phần mềm để điều khiển cái con Parrot mini drone này, và thêm một cái phần mềm mà điều khiển con xe ô tô này nữa. Đó, em gửi luôn cái hình ảnh luôn, cái phần mềm luôn. Bác có thể vào chụp ảnh lại cái, bác có thể tìm trên CS Play hoặc là trên Google Play là có thể tải về dùng rất là sướng luôn các bạn. Đấy, thì nữa rồi em cũng có thể cho nghịch nhiều lắm, nhiều lắm các bác là nhìn này. Có rất nhiều chức năng này. Quay tròn này, quay camera này, nó chạy này, đấy, đồ kiểu này, hoặc định hướng cho nó chạy, các bác nhìn này, định hướng cho nó chạy theo kiểu thích chạy kiểu gì nó sẽ chạy này, đó rất là nhiều các chức năng các bác ạ. Quay vòng biết đồ kiểu, cho em nghịch con này thì em thấy nhiều cái hay lắm, mà mỗi con nó lại thêm kiểu như này, đây cũng như con này, mở ra này, nó thêm rất là nhiều cái, đó thấy không? Nó thêm cả nhiều con, em thấy nó còn có thêm cả cái miếng dán như kiểu là miếng dán nhiều cái lắm, dán kiểu hình thù kỳ lạ lắm, đẹp lắm.
Các bộ này về cho trẻ con chơi thì hợp quá đúng bài luôn, vừa giúp con phát triển thông minh lên mà lại có đồ chơi rất là hay. Đó, một mối cứng các bác nhé. Mỗi tội con này, những con hàng này em lấy về hàng họ để lâu quá rồi, pin nó bị chai phồng không thể sử dụng được. Đó, bữa rồi em chỉ là còn một vài quả tự nhiên nó xuất lại thì em nhặt về thì em có sạc nhưng mà thời gian sử dụng nó không được lâu. Đó, thời gian sử dụng chỉ được tầm khoảng 5-10 phút nó lại hết pin thôi. Còn các bác thích các bác để lên Shopee đặt thêm quả pin khác về độ chế vào. Đó, chế vào là rẻ nhất mà vẫn sẽ ngon này. Đó thì con xe này hiện tại em đang bán là 120.000 một con. Rồi các bác cần chế thêm quả pin vào nữa là ngon này hình đào. Còn để bữa nào em sẽ quay một cái video nhé, em sẽ test thử cả cái con Parrot này, con này đi. Đó, con này và thêm một con mini vật mini này nhé các bác nhé, con drone này nữa. Đó, còn con này nhé, con này em đang bán cũng là một giá 120.000. Đó, thêm một cái điều khiển này nữa, nếu các bác không thích điều khiển bằng điện thoại, điều khiển bằng cái điều khiển này thì nó dễ hơn này. Thì thêm một điều khiển này là 60.000 nữa. Đây, bục điều khiển của nó đây các bác này. Đó, đây bục điều khiển của nó này. À đây không, cái này nữa còn có thêm cả cái kẹp, nó cho thêm ở bên trong có một cái kẹp để mà các bác cố định gắn điện thoại vào đây nữa này. Đó, khi bác điều khiển bác có thể nhìn được trên điện thoại luôn. Đó, đây hoặc không nó sẽ nhìn này này. Đây, em sẽ mở ra nhé, gần mới cứng luôn các bác ạ. Đây, em mở nó, mở ra luôn này. Đâu nhỉ, đây chưa, còn chưa bóc tem nó nguyên siêu luôn các bác. Ây da, chặt lắm. Đây, đó, bác thấy không? Còn nguyên luôn cả combo của nó như này này. Đó, ở dưới này là có cả tay điều khiển kẹp này. Đó, tay kẹp này. Đó, tay kẹp này mới cứng luôn này. Thêm như thêm một cái cáp sạc nữa sạc các bác. Đấy, nó bục nó như này này. Trong này là dây cáp sạc của nó này. Đó, dây cáp sạc trong này này. Một cái dây sợi to luôn, dạy cộp luôn, dạy chất lượng thật các bạn. Đó, đây hộp của nó tất cả nguyên bản nó như này các bác nhé. Đó, thì bác nào có thể, nói chung con này thì em chưa test, em nói con này em chưa test kết nối với cái con xe ô tô này chưa, nhưng mà em test kết nối với cái con mini drone này rồi các bác ạ. Đó, rất là nhiều mẫu luôn nhé. Đây, màu đen này, con này là mẫu màu gì đây. Đây, con này cũng màu xám xám lên đen các bác ạ. Đó, số lượng em cũng không có nhiều đâu, chỉ có vài con thôi. Bác nào thích thì liên hệ em theo số điện thoại Zalo đấy nhé. Đó, để em sẽ chuyển qua một khác luôn này. Tiếp tục em thành lý cho các bạn ít đèn, vừa đèn nhà này, vừa đèn đây có đèn như cả có cả đuôi đèn của bác này, đuôi đèn kiểu đuôi đèn điều khiển từ xe các bác ạ. Đây có cả điều khiển này, có một vài cái như không được có điều khiển các bác ạ, như bắt được cả qua wifi hay sao các bác. Đây, đó, qua cả wifi hay sao. Đây, đuôi đèn này điều khiển tắt mở được từ xe này. Đó, em thấy không có cái đuôi nữa này. Đấy, đuôi nữa này. Đây, hai ba cái đuôi. Đó, rất là nhiều các nhá, nhiều món em đếm thử đây. Đèn cả đèn ô tô này, cả đèn cái này là đèn còn vừa điều khiển vừa nghe nhạc được các bác này. Đấy, đèn là đèn nháy theo nhạc phải các bác ạ. Đây, đó, em thấy để họ để như này này, chắc là đèn nháy theo nhạc các bác, kiểu nhạc to nó nháy, nó nháy theo màu sắc đấy. Đó, E27 à. Đây, nó có cái những gì kết nối với cả Google Home à. Đó, Google Home này. Đây, những đèn này nó rất là nhiều màu các nhá, nhiều rất là nhiều màu. Đây, với cả mới cứng này, nắp nếp nguyên bản này, nhiều lắm các bạn, rất là nhiều đèn.
Ủa là đèn đây thì cả đèn ô tô này. Đây là cặp bóng đèn này. Rất là nhiều nhá. Đó thì chỗ này lúc nãy em sáng nay em ngồi đếm ấy, nó sơ sơ khoảng 100 bóng các bác ạ. Khoảng 100 bóng, cả đèn to đèn nhỏ. Đây, những cái đèn to đùng, đèn này không biết đèn gì em không biết này, 75W này. Đó. Khoảng chắc tầm khoảng 100, khoảng 100 bóng hoặc hơn 100 bóng rồi đó. Đó. Áng khoảng đấy. Thì em bán tất chỗ này nhá, tất đống đèn này luôn đi là 700.000. Đó, bác nào mua mà chuyển khoản thì em bao ship cho bác đống đèn này luôn này. Đó, em xả lỗ cho các bác đống đèn này nhá. Đó thì để đống đèn này chắc chắn là em test rồi, em test rất là nhiều cái đều sẽ sáng hết, chứ không phải là đèn nó kia đâu. Chỉ có những con đèn như kiểu này này. Đó thì em không có đồ test thì em chấp nhận là bán tù mù cho các bác. Gần nếu loại đèn này nó đèn xe lông thì rất là sáng rồi. Thế nhưng mà em không đồ test thì em không biết test làm sao được cả. Còn những cái bóng đèn linh tinh này thì những đèn như này em test hết rồi, đều sáng ok hết. Đó. Những đèn này thì em sẽ test sáng ok hết rồi, không còn một cái gì là không sáng cả. Thấy nhiều cái đèn nó còn ghi cả đèn đây, thôi cả đèn này nhảy, đèn này vừa sáng này, còn vừa có cả loa này các bạn này. Đó, chạy điện 220 kết nối vào Bluetooth nghe nhạc bằng này. Đây, thêm cả một cặp đèn này nữa này, rất là nhiều không nhá. Đảm bảo các bác mua về có thể sử dụng gia đình này, hoặc là các bác nghĩ các bác về các bác mua đèn này về đảm bảo là các bác có bán đi thì cũng không trả lỗ được. Đó, đây đèn này đèn gì không biết, 40W cơ mà, bé tí 40W tinh thật. Xe máy này. Mới cứng này, đèn này hình như đèn diệt khuẩn, đèn UV mà các bác ạ. Nếu không nhầm cái đèn mà có cái đấy này, tản nhiệt này, đèn diệt khuẩn UV thì phải này. Đây đèn xe máy này, đèn bi cầu xe máy các bác này. Đó, đèn bi xe máy này, bi mini xe máy này. Đó, rất ở chỗ này nhá, 700.000. Bác nào đấy thì EB cho em số điện thoại nhá. Đây em còn đây mới về thêm được ít thêm được 4 con này là con máy lọc mùi ion này các bạn này. Đây đó, hàng của Gekman, hàng của Đức các bạn nhá. Em test con nào chạy ok hết, chạy cực kỳ ngon lành. Nhất thứ hai là ion phóng ra cực kỳ ác liệt luôn, phóng ác luôn cả mà hơn mấy con đời mới kia. Nhưng con này thì có can thì nó bị đứt dây này này, đó nó bị đứt các bạn. Em đã test thử ok hết rồi, nên là nó mất cái núm này này đó, nhưng mà sử dụng vẫn bình thường các bạn. Đó, tắt mở vẫn ok này, đó tắt này mở này. Đó, lần này về rất là ít, chỉ được đúng 4 con này thôi các bạn, đều hàng của Đức hết. Đó, cái man này đều hàng của Đức này. Nói chung là hàng này, cái dòng này nó là tên tuổi là của Đức các bác nhé. Riêng cái dòng ADK này là xuất xứ của nó là từ Đức rồi. Đó, thì em vẫn bán cái giá cũ cho các bác là 350.000 này. 350.000 một con nó cái con này. Rồi em sẽ để thêm cái đường link bữa em quay em test con này nhé, ở dưới đường video, ở dưới mô tả video nhé. Là em đã test con này, chạy ngon này cảnh đáo hết rồi. Đó, nó là đợt trước em quay test nhất, vì gần Tết em quay nhanh để gửi video đến cho các bác ấy, là thích cái nào chốt cái đấy. Đó, ok các bác. Tiếp theo em còn soát hai cái con motor 775 này. Đó, con này bữa trước ngày xưa em bán là rất là chạy, không hiểu tại sao hôm nay nó lại soát được hai cái con dở hơi này ở lại đây. Con này các bác mà chạy mà chế xe thì đúng bà luôn. Riêng con này em nói chứ chế xe đúng bản luôn. Đó, thấy không? Con này chạy điện từ 12 đến 2V, bác sử nhé. Chạy điện 12 từ 12 đến 2V. Đây em test thử điện chạy 12 này. Đấy nhá. Con này này, nó hai con khác nhau điểm các bác nhá. Đây chỗ gạt của nó này. Con này thì gạt ở đây. Đó, gạt ở đây. Con này thì nó lại gạt ở đây. Đó, nó gạt ở đây. Cái này nó gần như các bác tưởng tượng như kiểu là cái cần số các bác nhá. Khi bác để nguyên như này thì là cái này nó sẽ cấp điện vào đây, cái này motor vẫn chạy nhưng nó không chạy vào cái này. Khi bác để vào đây, đó, thì cái này chạy thoải mái này.
này chạy thoải mái, hoặc motor chạy chạy thoải mái nhưng không còn cấp điện vào đây nữa, đó chạy qua chạy trôi luôn nhé. Đấy, em sẽ thử test cho bác này. À, bật lên chế độ chạy này. Để xây gần ở đây đi. Chạy nha, mọi nhìn nha. Đó, chạy bác thấy không? Một tôi chạy này, cực khỏe bác ạ. Không giữ được rồi, ui, thấy chưa? Thấy không? Không giữ nổi được luôn bác ạ. Cực khỏe luôn. Nó là motor giảm, kiểu motor giảm tốc mà các bác. Thì nó rất là khỏe, các bác có thể chế xe có ok. Mới trước anh Thắng có làm cái video chế một con xe nhỏ chạy bằng hai cái cầu mà rồi đó. Thì bác nào lần này em còn sót đúng hai cái này, bác nào mà có mua thì chốt cho em nhé. Đó, đây là chạy này đó, ngực này chạy này đó, ngực này chạy này, ngực này đó. Đây là hai, đây là một cách các bác có thể dừng xe này, hoặc các bạn có thể rút điện này, tắt điện đó, tắt điện đi. Mình không ga nữa là nó không chạy. Bác làm một cái chế một cái chân ga chạy điện từ 12 đến 24, giảm mạnh thì là nó sẽ chạy mạnh đó, kiểu như theo một cái chiếc áp các bác đó. Đây em sẽ test xem con này bên này này, à, test xem con này bên này nữa này. Đó, bác thấy nha, này nha. Kẹp chặt mặt đã. Đó, chạy này, bỏ ra này. Đây này, cái lưỡi nó rồi. Đó, bấu vào chạy này. Nó như chạy không? Bỏ ra này, bấu vào chạy này. Bỏ ra này, chạy này. Đấy, các bác rất đơn giản. Đó, thì con này em sẽ đợi bán cho các bác nhé. Là 300 ngàn một con. Đó, em còn hai con này nữa thôi. Còn đúng duy nhất hai con, không còn nhiều hơn. Bác nào nhanh tay EV trước em sẽ gửi cho bác đó. À, bây giờ em nói này, bây giờ là nó cũng giáp cuối năm rồi, thì nhiều khu vận chuyển này họ sẽ vận chuyển bắt buộc phải gửi nhanh đó, hoặc có thể là sẽ gửi chậm nhưng sẽ để là phải ra Tết các bác có nhận được, hoặc khu vực miền Bắc thì có thể nhận được trước Tết, nhưng khu vực miền Trung hoặc miền Nam sẽ có thể là phải ra Tết nhận được đó. Thì bác nữa giúp em là đặt hàng thì có thể là em sẽ gửi lượng lượng cho các bác ăn tốt nhất là có thể là gửi chậm để ra Tết các bác nhận được thì nó đỡ mất phí các bác nhé, mất đỡ mất phí cao. Thì ship nhanh nhiều khi em sợ là vào tới trong miền Nam rồi nhưng mà đúng vào tầm dịp Tết họ lại nghỉ ấy, đâm ra là không, các bác không nhận được đó. Hàng tiếp theo thì em vẫn còn rất là nhiều dao nhé, dao cho các bác dùng Tết nhé. Đó, dao Nhật này, đó, hàng dao Nhật này đó. Dao Sato, dao ban của Nhật này, đó. Đấy. Dao Nhật này, đấy. Thì em vẫn còn hai mẫu này nữa này, cũng vẫn là hàng tù, hàng dao tù và dao bàn thôi nhá. Đó. Rất là nhiều mẫu dao này. Rồi, cả một cái mẫu dao nhọn này. Đấy. Ở đây cũng thế bác nhé. Riêng dòng dao này em vẫn luôn khuyến cáo với các bác là để xa tầm tay trẻ em, không nên để gần tay trẻ em quá vì nó cực kỳ là sắc đấy nhá. Đó, đây bác nhìn không, mới cứng. Mua các bác này, em nói các bác nếu để mà làm bộ quà Tết mà dùng con dao này tặng thì quá đẹp các bác ạ, hoặc là cho ngày Tết mà có con dao này để sử dụng thì quá là ngon lành hình đào. Đó, đây em sẽ lấy một tờ giấy đây, thử đơn giản lấy một tờ giấy đi, mình test thử độ sắc của nó nhá. Đây. Con này nói chung là trước giờ thì em dùng cũng rất là nhiều. Ở nhà thì hiện tại là em dùng rất là bằng loại dao Sato này. Đó. Và dao chặt thì em dùng chuẩn Seki kia. Đây, em lấy một tờ giấy bất kỳ này. Mà bác thấy không? Nước cắt nó cực kỳ êm nhá. Đó, thấy không? Sắc kinh khủng luôn. Loại này các bác nói các bác mà mua về dùng tái thịt thì ngày Tết thì chấm hết luôn các bạn ạ. Đó. Giấy này để lâu nó hơi ẩm nó bác, đâm ra là cắt nó không được ngọt. Đó, còn bình thường các bác mà dùng một loại giấy mà khô nhá các bác cắt nhá, đảm bảo các bác luôn, cực kỳ con này nghịch nào. Và bữa trước em còn dùng con dao này, em tẹt em cạo râu luôn các bác, cạo lông chân luôn đấy. Có quay clip từ ngày xưa rồi cho các bác trải nghiệm. Có dùng để cạo lông cạo lông chân nó còn như kiểu là dao lam, sắc như y kiểu dao lam các bác ạ. Đó.
Thực sự thì để mà nói thì cũng thật là nhiều bác bảo là dao này dao kia, nhưng mà em không biết là nó chạy bằng thép gì luôn mà nó cực kỳ sắc. Mà thứ nhất là thấy, thứ hai là dòng thép này là dòng thép không dỉ nhá. Nếu bác nào mà có con nhỏ thì nên dùng loại dao đầu tù như này đó. Đây, dao đầu tù của này này nó an toàn hơn cho các bác nhé. Còn dùng nếu để mà nọc xương nọc xiếc thì dùng loại dao đầu nhọn này, là con này càng đẹp. Nó thì em bán là 190.000 một cái bác nhé, 190.000 một dao Sato này. Tuy nhất là các bác đặt thì em sẽ gửi nhanh cho các bác con dòng dao này về dùng đó. Chứ còn bây giờ thì hiện tại giờ thì số lượng thì em vừa mới nhập thêm được thôi, chứ còn bữa trước cũng lâu lắm em không làm video ra căn bản là hàng nhập vào đợt này nó quá chậm các bạn ạ. Đó, còn ném mài dao hiện tại em đang hết rồi, giờ em lại chỉ còn có cái loại mài dao đây, mài dao của Nhật Tamasaki đó, mài dao ba khía các bạn nhé. Đây là cái này là nó mình cái mài theo từng nấc một này, lấy mài để lấy lại nữa bên này này đó, sau đó mài dần sang bên này. Các bác mài này tầm 4-5 cái hoặc 3 cái thôi, 2-3 cái được rồi đó. Sau đó mài dần sang bên này tầm 10 cái, rồi sang tới bên này bác mài tầm khoảng 20-30 cái đó. Thì em đã bảo bác dao này trở lại sắc ok ngay. Thì nhà em hiện tại đang dùng loại như này đó. Còn đá thì em được rồi, lấy về thì các bác đặt hết là em không giữ lại được một con nào để sử dụng được. Còn cái này em vẫn đang dùng một cái. Bữa rồi em có vào trong chỗ thành phố Vĩnh Yên ấy. Vĩnh Yên thì em thấy có một chỗ bác bán ở dọc đường ấy, bác ghi là đồ Nhật bãi đó. Thì em cũng hỏi đúng một con này, hỏi đúng con đá mài này mà nó đã họ quăng ở trên cái bàn này. Em hỏi đúng một con như này mà nó họ quát em là 350.000 một con, trong khi con này em vẫn đang bán cho tất cả các bác nhé, là giá là 180.000 một con. Nó rẻ đúng bằng một nửa so với họ bán luôn đó, để đúng một nửa họ bán với 350.000 một con, trong khi em bán chỉ có 150.000 một con mà thôi. Nó còn đây dao rạch giấy Kabushi này đó, con này thì em bán nói chung trước giờ bán cho các bác quá là nhiều loại dòng dao rạch giấy này rồi, vì loại này em thấy là dùng là an toàn nhất cho các dòng dao giấy này, thiết kế này các bác cầm tay này rất là chắc tay nhá. Cái thứ hai các bác khi cho chạy dao lên này, các bác có thể khóa lại, làm thấy không, các bác khóa lại này, khóa chắc lại ok ngay đó. Khi bác khóa chắc này các bác rạch rất là mạnh đó, rạch rất là mạnh thì nó cũng không bị trôi lên dao đi. Nhiều con dao kia không có cái khóa này, nó nguyên như thế nó rất là nguy hiểm rồi đó. Kèm theo của nó là con này, nó hay một điểm nữa là ở trong đây các bác nhé, đây trong đây này khó mở vậy, các bác có thể khi nào hết nữa dao có thể mở phía ở đây này, đâu hay bấm ở đâu nhỉ cho nó ra nhỉ, em cũng chưa thử mở này ra đâu các bác. Thì ở trong này này nó sẽ khi bác dùng hết được, bác nhìn này trong này nhá, nó còn kèm thêm cho các bác bốn lưỡi dao nữa này đó, bốn lưỡi dao nữa của hãng Kabushi sản xuất nhá. Bốn lưỡi dao đó là khi bác sẵn hết bỏ luôn, kéo về phát đẩy lên là ok này, con lưỡi dao khác là dùng ngay. Còn khi bác hết bác sẽ rút này ra này đó, rút này ra thay lưỡi khác hoàn toàn là ok. Lưỡi dao này thì trên thị trường bán rất là nhiều, nhưng nó hay ở điểm là nó có cái chức năng bảo vệ được thì nó là cái tốt đó. Thì đợt này em bán cái này nhá là 30.000 một con dao dọc giấy này, bữa trước bán 35.000, này em bán cho các bác là 30.000 đó, 30.000 một con dao dọc giấy. Còn đây là kéo Kabushi này, cũng là kéo Kabushi em dòng này thì dùng cũng thích lắm đó. Cái này thì nó to hơn cái đời kéo cũ kia của em, cái đợt trước em bán 85.000 là cái đó nhỏ kia, nhưng mà nó không nhìn không hầm hố mà nó bé, cái này loại này rất là nhiều đó. Thì bữa trước em không biết cái này nó là cái gì này, thì nhiều bác bảo cái này là dùng cho bên Nhật, họ thường mở bia dùng loại này đó. Loại này thì kéo được cắt được cả gà này. Còn loại này chú cái dây dãy này này em không biết là mở gì đâu, hay là chắc là mở chai rượu, vì bên Nhật em nghĩ là họ cũng uống rượu nhiều. Còn đây chắc là em nghĩ là họ cạo cá này đó, họ cạo cá này, nó có vết chỗ này dễ là cạo, dùng để cạo vảy cá này, đánh vảy cá này. Đó, còn ở đây này nó có điểm khuyết này này bác này,
nó thiết kế khuyết này, thì tất cả các dòng kéo cắt gà nhé, họ đều thiết kế kiểu rất đẹp này, là thiết kế khuyết này, để khi mà gặp những cái xương nào sẩu nào nó mà kiểu nó hơi hơi to, bác dí vào gần đây này bác cắt thì nó sẽ rất dễ có lực để cắt đứt được cái xương đấy. Còn bình thường loại này để cắt gà thì nó cắt quá đơn giản các bác ạ. Đó thì kiểu này em vẫn bán cho các bác là 100.000 một cái nhé. Đây của em còn cái dao dọc giấy loại nhỏ này, quên không giới thiệu cho các bác. Cất này đi. Đây, em vẫn còn nhá. Thì bác nào lấy nhá, em vẫn bán một 10.000 ba chiếc đó, 10.000 ba chiếc rồi với này. Bác nào lên đơn nhá, lên đơn trên 200.000 em sẽ tặng thêm cho các bác một vài cái dao dọc giấy này nữa, và là gửi kèm tặng cho các bác đi đi đơn cho các bác về để sử dụng. Loại này thì em thấy hay này, nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn cả ngón tay của mình luôn, nhưng mà dùng rất là ngon, nó rất là đơn giản. Cái thứ hai là nó có thêm cái phần kẹp này, các bác đúc túi áo, đúc túi quần này, đó, nó còn rất ok này, đó, kẹp như kiểu cái bút các bác ạ, gần giống như kiểu cái bút luôn, nó lại ra dọc giấy và rất là sắc các bác nhé, rất là tiện, việc làm gì cũng được, nó rất là dễ. Tiếp theo đây em có thêm ít kéo, ít ít dao Seki này, dao gọt Seki, còn gọt Seki của Japan này, nó dòng này thì em vẫn đang bán cho các bác là giá là 60.000 một con. Đó, tiếp theo thì có một con dao thái nguyên trong hộp luôn, thái Seki này, rất là mới các nhá, dòng này cũng khá là sắc các bác ạ. Đó, made in Japan các bác này. Đó, dòng dao chuôi vân gỗ này, nó con này em đang bán nó 150.000, 150.000 dao chuôi vân gỗ này, thêm một con cũng là dao Seki này, vân gỗ nhưng mà chỉ là dòng không có hộp đó, em muốn nói đơn giản là dòng không hộp đi. Dao này cũng là dao kiểu dao thái, dao mọc thịt này. Đây, mấy con giống giống nhau. Đây, thêm một con dao thái bản to này, cũng Seki Japan này, nó vân chuôi vân gỗ này, thiết kế chuôi rất đẹp các bác nhá, đó tròn 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 cầm rất là vừa tay. Thì tất cả những cái dòng này em bán 135.000 đó, là Seki quần. Đây, dao thái bản to này, dao thái bản to này mà chuôi bình thường, thân bình thường như này thì em bán là 100.000, giải phê các bác ạ, giải phải 20 phân các bác ạ. Đó, 20 phân nữa, nó 20 phân, nhìn trên video thì cảm giác hơi bé nhưng mà nó cũng tầm 20 phân á. Đây, con này cũng phải tầm đấy các bác ạ. Đó, tầm 20 phân ạ. Em không để cái thước đây để đo cho các bác rồi. Áng tầm 20 phân, 20 cm các bác. Rồi, em sẽ quay sang cái khác này. Tiếp theo thì em có cái màn giúp đào hơi nhanh này, bán hút đào hơi nhanh này đó. Hàng này là hàng của Hàn Quốc bác nhá, MCF22 này, đó, sang A, hàng Hàn Quốc. Cái này này, cái gờ này của nó này, nó to hơn khoảng hơn 1 ni các bác ạ, nó rất chắc chắn mà hàng này dùng nó không bao giờ nó bị rỉ mòn như kiểu hàng ba cái hàng to đâu. Đây em thử dí thử rồi, cực chắc luôn các bác, dí vào đó xoay thoải mái, nhưng ngược lại dòng dùng rất là sướng luôn. Em hiện tại giờ máy hơi của em đang dùng loại này, nó không như ba cái đồ to kia dùng vài bữa này bắt đầu là nó hỏng hết cái nó rỉ đâu, nó hỏng hết cái khí, nó bị xì rồi đó. Và đây em vẫn đang bán cho các bác là 10.000 một cái thôi nhé. 10.000 một cái đầu lối nhanh này, nó 10.000 một đầu lối nhanh đó, rất đơn giản, các bác đấu dây hơi vào đây phát là ok ngay. Anh xem có cái súng van gọi là máy bắn vít bằng hơi các bác này, nó hàng của Nhật Bản nhá. Đó, thông số của nó đây các bác này, tên của nó này Yukota gì đó, đồng hơi này. Cái này các bác có thể chỉnh nhanh chậm mạnh khỏe bằng cái núm đây nhá, các bác càng mở to ra nó thì lực hơi vào càng nhiều, còn các bác bạn nhỏ càng nhỏ lại thì lực hơi nó vào chậm thì nó sẽ vào ít, nó sẽ yếu đó. Đây, dùng bằng cái rắc đấu nhanh này, các bác chỉ cần được dí vào này, đó là con này gành đào này, rút ra là xong này, nó
không no tụt đâu bác nhá, bình thường như này không tụt được đâu. Đó bác phải dí mạnh vào cái này nó mới ra này, chứ còn bình thường để mà tụt không tụt được đâu. Đó bật vít này, đầu mũi vít này, nó dí vào cái là ok này, rút ra cái là xong này. Đó rất là ngon lành đẹp. Đây em sẽ quay một cái video cho em test thử cái lực của nó nhé. Rồi đó thì cái lực của nó rất là, em thấy nó rất là khỏe các bạn ạ, chứ không phải là yếu đâu. Nó bắt bắt vít xoay ra phát là xong ngay rồi. Đó. Thế bây giờ em có thêm mỗi cái nam châm vĩnh cửu này. Đó, nam châm này mình thấy nói là nó hút cực ác các bạn ạ. Các bác mua về các bác có thể gắn dao, gắn kéo, các treo dao cho kéo lên trên trại. Đó. Cực kỳ khỏe luôn. Đây em cũng lên đơn giản nhá. Nó dính này. Chắc kinh khủng luôn các bạn. Úi giời. Ây da, đó hút cực khỏe bác ạ. Riêng dòng nam châm vĩnh cửu này bác biết được hút nó cực khỏe. Bác có thể treo con dao dựa lên luôn, dụ như bác cần gắn một viên thôi. Em nói đơn giản bác cần lấy một viên lại này, khó ra thế nhỉ. Ây da, đấy nó dính nhỏ kính đâu các ạ. Đó, bác cần lấy một viên như này thôi, bác gắn vào tường, sau đó bác để dao dán dao vào phát là ok, cành đào ngay. À, yên tâm là dao không bao giờ bị rơi nữa, lấy ra cũng rất là dễ bác nhá. Đây như cái này này dính vào này đó bác, các bác đừng có thể đừng nhấc hẳn ra như này mà bác nhấc lên như này rút ra nó rất dễ hơn. Đó thì em bán cái này là 5.000 một viên. Đó, 5.000 một viên cục nam châm vĩnh cửu này, bác nào lấy về treo ra kéo hoặc là để như kiểu treo ốc vít, ốc viết và những cái kiểu như đầu vít này, các bác có thể bắn cái này dí vào lên tường hoặc là dí vào những cái thanh giá mình để đồ ấy. Bắt như này vào đó không bao giờ sợ mất đồ của các bác nữa. Đó, chỉ có 5.000 một viên thôi, còn hơn bác mất một cái con vít hoặc mất những cái đầu bắn tôn như này thì nó mất vài chục ngàn rồi. Các bác mua một cái nam châm các bác để vào không bao giờ sợ mất như này nữa. Đó. Tiếp theo đây em có những cái mũi bắn vít này, hàng của Nhật Bản này bác này. Đó. Mũi này toàn hàng của Nhật Bản này bác này. Nên để lâu nó hơi rỉ rỉ rồi. Nhưng mà chắc chắn các bác luôn đời. Các bác nó hơi khó nhìn này bác này. Made in Japan này. Đó, made in Japan này. Để nó hơi rỉ rỉ lắm ra nó hơi khó nhìn các bác ạ. Em sẽ tìm cái nào đấy nhìn nó mới một tí nhá. Nhìn cho các bạn nhìn mới một tí nhá. Nhìn nó dễ nhìn hơn này. Đây con này, có con này mới này bác này. Đây con này mới này. Đó. Đây con này mới nhìn rõ nét này bác này. Đó, made in Japan này bác này. Đó. Con này kinh đào chưa các bác. Tháo nắp ở đây rất là dễ bác nhé. Nó rất là dễ này. Rút ra nó rất đơn giản. Thì tất cả cái con này em đang bán là 10.000 một cái đầu mũi vít này, 10.000 một cái. Còn cái loại nhỏ nhỏ này thì em bán là 10.000 hai cái, số lượng còn rất là ít. Thế bác phải nhìn thấy này,
Em còn có tí này nó hết rồi này. Đó. Đây, thêm một ít sạc này. Sạc alo này, dòng sạc em rất hay bán từ trước đến giờ này. Đây, em đã quay cho các bạn này. Thông số của em nó nhá. Đó, nó có thể đầu vào nó từ 100 cho đến 240, có nghĩa con này bác chạy điện từ chạy điện của Nhật được, mà chạy điện của Việt Nam mình cũng ok. Đầu ra của nó có thể lên tới 9V 2,23A. Có nghĩa con này các bác mua con này về nha. Bác ví dụ các bác dùng tai si đúng không? Bác mua thêm cái đầu chuyển đổi tai si gắn vào đây một cái. Đó, con này có thể chống nước này. Gắn vào đây. Nào các bác nạp về điện thoại tai si là hỗ trợ sạc nhanh ngay. Đó. Con này vẫn đang bán cho các bác là 35.000 một con. Ba con combo 3 con là 100.000. Đó. Thêm một cái con cái này thì bác trước em bán rất là nhiều này. Đây tự nhiên là sao đúng một con này ở trong cái đống kho của em. Đúng một con này nữa. Các bác về có thể chế con này chạy khí này. Các bác có chế thành quạt sao pin. Đó, quạt sao pin được này. Lên xuống này hoặc chế thành máy hạt sao pin ok này. Chế bằng khí nha bác nhá. Thì các bác có thể chế một chế bằng khí, hai chạy bằng cơm kiểu như là gật gù chạy bằng cơm ok. Đó. Nên con em bán nó 150.000 này. Đó, ok các bác, để em chuyển qua cái khác này. Tiếp theo mẹ vẫn còn cái kéo kìm đây, kéo cắt linh kiện này các bác này. Kéo này cắt cực ác các bác nhá. Nên kéo này cắt tỉ nó thật các bác, cắt chấm hết luôn này. Dòng của Taiwan này các bác này. Đó, made in Taiwan này. Fujie. Em sẽ cắt thử cho các bác luôn cái dây nhôm dây phơ này nhá. Đấy. Đó các bác thấy không? Ui sủa. Cắt không có một vết gì đâu các nhá. Đó, không hề mẻ, không hề một cái gì luôn. Nó có cả cái răng cưa này, cắt rất là ác liệt luôn. Đó, nó to như thế này nó còn cắt được. Thấy chưa? Mới, thấy chưa? Và đây này. Đây là cái kéo kéo này, kéo Asahi này. Đó. Hàng Nhật này. Lưỡi cực kỳ to và bản to thân dài này. Đây các bác ơi. Đây để cắt cái này đi. Đó, nhẹ nhàng bình cảm đi như kiểu một cơn gió bác nhá. Cắt cực nét luôn. Loại này cắt cực êm quá. Chứ giờ bán kìm nó loại này em thấy loại bán là thấy dùng rất là sướng này. Ngày xưa em bán kìm K3 này thì nói chung loại mấy kìm này cắt thì nó khác gì là cắt giấy đâu bác. Nhẹ nhàng này. Đó, rất nhẹ nhàng đơn giản này. Đó. Này lưới thép B40. Lưới thép B40 nó còn cắt được các bạn ạ. Lưới thép B40 chắc chắn luôn, chứ em test thử. Dùng cắt B40 ok này. Đây là cái vết này là vết em vừa cắt nhé. Cái nhôm nó chạm vào thôi chứ còn không phải mẻ biết cái đâu. Đó, ngoan hành đào này. Vết nó vết của cái nhôm nó vào. Đó, thì em vẫn bán là cái kìm Asahi này, em bán là 40.000 một con. Đó. Còn kìm cây ba này em còn chắc còn khoảng 3-4 con nữa, em bán là 30.000 một con. Em với kéo Fujie này, hàng Taiwan này, nó gọi chốt an toàn đó nhá. Đó, mở khóa và phát là nó nghiêm rồi, em bán là 30.000 một con này. Còn tiếp theo đây em có thêm một ít kìm Asahi, nhưng kìm này nó bị nỗi các bạn. Kìm này thì em mua vào gặp đúng bọn gian thương này, nó gửi cho một đống cái kìm này trên. Còn kìm này thì nó vẫn còn là cành đào, nhưng một cái nó lại không có nò xo. Đó, không có nò xo. Bán phá giá, gọi là bán. Đây, đó thì nó bán nó cực kỳ to nhá. Đây, nhìn so sánh với con K3 này các bác nhìn này. Bản to nó khác nhau hoàn toàn này. Đó, các nhìn thấy cái bản của nó to hơn rất là nhiều này. Đó, từ chiều cao của nó này, đây chiều cao của nó này, từ thế này nhá. Đó, thấy không? Cái bản cây ba thì bé hơn nhiều so với cái con Asahi. Đó, cùng là dòng Japan nhá, hai con đều Japan hết này. Đó, thì những cái kéo mà nó bị mất nó so này này, em sẽ bán cho các bác về tận dụng lại. Các bác về thì việc cắt nó so thôi. Đây, nó có cái nỗ dưới này các bạn này. Đó, thấy không? Gắn nó so vào đây. Là ok. Em bán cho quét là 100.000 4 cái. 100.000 4 cái như này. 100.000 4 cái này.
cực kỳ rẻ nhá. Bình thường bán đang bán là 40 ngàn một chiếc như này. Có lò xo mất một con lò xo em không muốn kiếm, em không có thời gian để đi kiếm, thì bán cho các bác là 25 ngàn, em bán lỗ cho các bác luôn này. Đó. Mua vào là 35 ngàn rồi, bây giờ bán lỗ cho các bác là 25 ngàn. Nó về thử, nói chung là lưỡi thì ok các bác, không con nào có vấn đề luôn, chỉ có mỗi cái mất nó mất lò xo thôi. Cam kết các bác thay lò xo vào là dùng lại bình thường. Đó. Bán rẻ cho các bác luôn. Em vẫn còn cái bóng đèn halogen siêu sáng đấy nhá, super bright này. Con này bác về gắn vào ô tô xe máy là ok, vì chân của nó là chân hạn 4 này. Đó, chân hạn 4 nó cực kỳ dễ này. Đây, có thông số của nó đây. 12V này, 90W này. Đó, chân hạn 4 này. Con này chạy cực kỳ sáng các bác nhá. Bữa em có test thử sáng lóa mắt luôn. Đây để em lấy cái ắc quy để em test thử này. Đây, lấy ắc quy em test thử cho bác xem này. Em sẽ để lại thêm cái này nhé, cho nó đỡ sáng. Không, em nghĩ là nó sẽ sáng lắm các bạn. Đây, em sẽ test thử này. Pha này. Cốt này. Sáng kinh khủng các bạn ạ. Đây, mình mở ra thế này nhé. Nhìn nó sáng này. Thấy chưa? Uf. Hoa mắt các bạn ạ. Đó, thấy không? Đây là em đang thắp rất nhiều bóng đèn, số cái bóng đèn chiếu vào đây thì các bác nhìn cảm giác độ sáng này nó sẽ yếu đi, nhưng khi mà các bác để bình thường nó sáng lắm. Đó, cốt này, pha này, uf, hoa mắt các bạn. Nó đây là cốt này, cốt đốt đốt hai cái cùng một lúc đó thì ánh sáng nó sẽ giảm đi một ít. Còn pha nó tập trung đốt đúng một cái ở giữa này, đó tập trung đốt đúng ở giữa này, nó sáng rất là nhiều. Sáng xoài hết này, nóng thật, công nhận là 90W mà nó rất là nóng các bác nhá. Đó thì cái này em vẫn bán cho các bác là giá là 5.000 một bóng, giá cực kỳ rẻ. Em bán theo một dây của nó nhá, một dây này của nó này, một dây 10 bóng như này, nó còn nguyên ni lông bọc như này. Em bán cho các bác là 50.000 10 bóng như này. Đó, bác về có thể thay rồi nói chung mua 50.000 về, các bác mua gì mua kèm thêm chục bóng này nữa để đấy xe máy với các bác này có thay vào rất là đơn giản. Rồi thay vào một cái bóng ra ngoài tiệm cũng quất bác 100.000 rồi. Đó, ở đây các em có ít nguồn của Hàn Quốc này, đó mình Korea này, 24V 13A, hàng là cực xịn, chạy các bác chạy cực êm luôn mà quạt không nghe tiếng động, cực kỳ ngon này hình nào. Đó, nguồn này nói chung là súng bãi thì cũng rất là hiếm nhá, nó toàn cái nguồn kiểu nguồn khác, không có lại nguồn đen này nữa. Đó, bữa giờ tìm nguồn đen này không còn con nào nguồn đen này, đi súng bãi tìm bục mặt ra không còn. Này nặng thế nhỉ, đây con này cũng 13 rồi bác này. Đó, nó ra các nguồn đây, input 90V 132A thì là cần phải 5,5A, còn 180 đến 264V thì chỉ cần 3,3A, còn đầu ra là 24V 13A này. Đó, tất cả những con này nhé, em bán cho các bác là cái giá cực kỳ đẹp luôn, 350.000 một con. Đó, con nào lấy về chạy nguồn 24V loại này thì biết bao giờ sẽ hỏng được, đảm bảo các bác không con nào hỏng luôn, chạy ngon là cành đào luôn. Nhưng dòng này em dùng làm đến phải tầm hơn một năm nay rồi, chạy vẫn êm ru như thế luôn, không có một tiếng động luôn mà cực kỳ bền. Đó, ngon thật. Đây là cái hàng, những hàng này là hàng đến thời hạn, kiểu như là tầm một năm họ thay một lần, hoặc là kiểu như là đến thời kỳ rồi đấy, họ phải thay, kể cả vừa mới thay vào mới cái họ cũng phải thay ra. Đó, thứ thời kỳ phải họ phải thay là công ty họ phải thay ra rồi, nên cực kỳ chạy rất cực kỳ ngon này, đẹp luôn. Rồi thì video này kết thúc ở đây, thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé, chúc các bác một năm mới mạnh khỏe.